là... Cái này mà dính vô áo trắng giặt ra không ta? Nó lá nó rất là nhỏ vậy thấy không? Ở ngoài tiệm hay mình ăn lẩu thấy mồng tơi cái lá nó bự bằng cái bàn tay quý vị. Vậy nó tầm 120.000 1 ký. Ồ, nó ăn, nó săn lên đã ha. Dạ. Cái lóc sao xả lại vậy? Có đâu lạ, dưới quê em ăn bình thường hả? Dạ hả? Quý vị khán giả nào biết cách mà kho cá với nghệ chỉ nhớ bài cho Ngọc Thưởng nha. Xin chào quý vị khán giả. Một buổi chiều nắng đẹp tại thành phố Tân An và bây giờ Ngọc Thưởng đang thu hoạch mồng tơi. Mồng tơi này do chính tay Tiết Cương trồng quý vị. Đó, Thưởng ơi, mấy cái mồng tơi chín đó Thưởng. Trái của nó đó anh, là mực mồng tơi. Mực mồng tơi quý vị. Cái này mốt nó rụng xuống là tự nó lên, mình khỏi phải trồng nó không? Dạ, không? Là nó mọc lên dây mới đó anh. Sướng không quý vị nè, bóp ra nè. Đó, mực trời tím ơi. Mồng tơi nè, đó. Kỷ niệm một thời đi học trò. Mực tím mồng tơi. Mực tím mồng tơi á. Cái này mà dính vô áo trắng giặt ra không ta? Em cũng nghĩ hơi là khó chắc, đó. Chắc ra mà nó hơi khó thôi chứ. Chứ không phải lỏng ra. Quý vị thấy handmade không? Chính tay Tiết Cương trồng nè, nãy lên từng gốc nè. Ừ thì đó, đâu có phân thuốc gì đâu. Cái gốc này bự dữ Thưởng. Mà cái này nó màu tím ha. Mình mua ngoài chợ là toàn là màu xanh không hả anh? Cái mồng tơi này trồng quý vị thấy không? Tự mình trồng. Ủa sao có lá cỏ nữa. Nó lá nó rất là nhỏ vậy thấy không? Ở ngoài tiệm hay mình ăn lẩu thấy mồng tơi cái lá nó bự bằng cái bàn tay quý vị. Bàn tay người ta trồng mà. Cái đó chắc phân thuốc hả Thưởng? Dạ. Thì dĩ nhiên phải có phân thuốc rồi trồng bán mà. Tiết Cương cái này là tự mình trồng ở nhà. Hơi nghe mùi bọ xít á Thưởng nghe không? Dạ nghe. Nghe mùi bọ xít á. Chắc mấy con bọ xít lại nó ăn mồng tơi. Về quê thiên nhiên là phải có bọ xít. Nhà Tiết Cương là bao luôn quý vị. Từ rắn mối, thằn lằn, kiến, ốc sên, bọ xít, cóc, nhái, ảnh ương đầy đủ hết. Vui lắm. Rồi Thưởng sẽ hái mồng tơi này về để thu hoạch và đi Tiết Cương sẽ qua đây hái sả. Để Thưởng kho với Thưởng gì Thưởng? Dạ kho với cá lóc đồng. Rồi. Cá lóc đồng kho sả. Đã vậy. Nhưng mình bứt cái gốc luôn Thưởng. Trời sả mới đầu Tiết Cương trồng bụi nhỏ xíu vậy mà dở ra tùm luôn nè. Cắt lá bớt anh để đứt tay. Nhổ luôn được không? Dạ được. Đâu có được đâu. Không được. Phải cắt nè. Anh cắt với gốc hả? Trời ơi có ông ốc sên. Ông ăn. Ủa sả ông cũng ăn nữa Thưởng. Chắc chú ngụ thôi. Chú ngụ hả? Trốn Tiết Cương hả? Ây da, ây da. Không được Thưởng ơi. Ây da, cứng quá. Đó. Cắt về được không? Đứt rồi. Về là ăn không được hả? Được nhưng mà nó uổng, nó mất cái phần thịt ở dưới rồi. Mất cái củ hả? Mất cái củ sả rồi còn vậy hả? Cộng trên thôi. À vậy là thôi Tiết Cương phải lấy dao. Ngọc Thưởng đang kho cá lóc. Cá lóc này hồi sáng em mua được cá lóc đồng hả Thưởng? Dạ cá lóc đồng nó 120.000 1 ký. Ồ, nó ăn. Nó săn lên đã ha. Dạ. Chất lượng hả Thưởng ơi. Sả nhà làm hả Thưởng? Sả nhà chồng. Ủa nhà chồng đây dạ. Giới thiệu quý vị đây dạ. Giá ngon quá. Giá này giá sạch của Long An nè. Mà chiều nay không biết ăn cái gì luôn. Để dành mai ăn mì gói Thưởng ơi. Dạ giá ngon quá. Giá ăn mì gói đây. Mồng tơi của Ngọc Thưởng hái vô vào đây. Có một quả. Cái gì Thưởng? Mướp á, cái này hái với bánh chè lên quý vị. Cây nhà lá vườn luôn con này rau dền hái bánh chè luôn. Đó, coi như là bữa nay là toàn là handmade không à. Cây nhà lá vườn. Ủa bữa nay là chỉ đơn giản là 2 món cá lóc với canh thôi phải không? Dạ, đúng rồi. Cá lóc kho với canh. Hôm nay Thưởng cho Tiết Cương ăn rất đơn giản như vậy. Chỉ có cá lóc kho. Ăn là khô em chiên khô danh. Thôi khô em ăn đi nha. Món đó món Ngọc Thưởng, Tiết Cương là chỉ cá lóc với canh là đủ rồi. Trong lúc Ngọc Thưởng đang nấu thì Tiết Cương cũng lao động. Đây Tiết Cương tưới vườn rau của Tiết Cương. Cây khế trồng hoài không thấy trái gì hết trơn. Hòn non bộ xanh thấm. Đây cây mai nè, đó mai chịu lũi không biết Tết này ra được miếng bông nào không. Đây cây mai nữa. Bông màu đỏ đẹp quý vị, đây bông màu vàng của bông sao nhái, màu hồng nhạt của bông dừa cạn. bông tim tím nữa, đủ sắc màu gì ơi. Đó, đây cây seri nữa. Đó, người thấy vườn bông Tiết Cương đẹp không? Quá đẹp. Đó, ngoài này có bông giấy, màu đỏ nè, màu kem nè, trắng nè, vừa trắng vừa hồng luôn, tưới luôn. Đồng hồ đã chỉ 6 giờ kém 10 mà Ngọc Thưởng không biết tới đâu rồi, đói bụng quá. Sao mà Thưởng ơi? Xong rồi nè. Xong chưa? Nó khô rồi, ăn được thôi. Trời. Mà kho cá phải kho nhiều lửa mới ngon chứ. Dạ, nhưng mà mình ăn đỏ đi, còn cái này xong rồi đó. Wow, hấp dẫn quá. Ủa, em nấu với cua đồng hả? Với cua đồng. Món ruột của Tiết Cương, canh kêu bằng rau mướp mồng tươi, rau dền nấu với cua đồng nhất thế giới. Bữa ăn bữa nay tương đối đạm bạc nhưng vẫn đậm đà hương vị quý vị ơi. Cái này kho khoảng 1 tiếng nữa ăn được không Thưởng? Dạ, cái này cỡ 10 phút thôi. 10 phút ăn ha. Dạ. Đói quá, đói rồi. A few minutes later. Đói bụng quá, ăn thôi quý vị ơi. Còn Thưởng nói là 6 giờ ăn, bây giờ 6 giờ 5 phút. Trễ 5 phút mà đói quá. Để Tiết Cương thử cái món cá kho của Thưởng như thế nào nghe. Ủa mà cá lóc kho xả lại vậy? Có đâu lạ, dưới quê em ăn bình thường hả? Dạ hả? Đồng kho xả bình thường, cái gì cũng xả được, lương kho xả được. Ừ, rồi cũng thơm. Ừ. Không, Tiết Cương ở Long An nhỏ lớn không ăn cá lóc kho xả. Không biết quý vị có ăn không? Chứ Tiết Cương là mới ăn lần đầu tiên mình thử lần người á. Nhưng mà ăn thấy ngon không? Nó cũng lạ lạ, mình cũng thơm. À, nói chung là đó giờ hay ăn là ăn ớt kho xả, lương kho xả, rồi mình ăn cá lóc kho xả cái gì ơi. Cũng chế biến tài tình nữa anh. Ừ. Ở với em cái này món này ai cũng biết mà. Ở nhà mình đó có nghệ không? Thử kho nghệ coi. Ở ngoài Trung luôn quý vị, Tiết Cương thấy họ ăn cái gì cá họ kho với nghệ lắm. Để nữa em còn thử chứ trước giờ em chưa có làm món đó. Quý vị khán giả nào biết cách mà kho cá với nghệ chỉ nhớ bài cho Ngọc Thưởng nha. Cách làm sao, củ nghệ lấy lên làm sao, rồi bỏ cá vô kho làm sao. Nghệ mà không biết cái đó là kho bằng củ nghệ hay là bột nghệ. Em nghĩ bột nghệ là cũng từng củ nghệ, từ củ nghệ ra. Biết rồi, những ý nó là bột, mình mua bột nghệ gì mình kho hay là từ cái củ nghệ mình xách ra. Em biết. Ừ, cái đó nhờ quý vị giả người Trung tư vấn cho Tiết Cương Ngọc Thưởng cái cách mà kho cá với nghệ, tại vì ở nhà ở vườn trồng nghệ nhiều lắm. Nghệ vàng với nghệ đen luôn. Bự bự không à. Sắp tới là sẽ thu hoạch và ăn nghệ cũng rất là tốt với bao tử. Những người mà bao tử buổi sáng uống nghệ với mật ong rất là tốt. Mình chưa có thu hoạch được đâu. Tại vì nghệ là mình phải trồng thời gian lâu đó, chứ ngồi anh lấy lên nghệ nó không được vàng. Mình có đâu thấy. Nhưng nó non á. Nghệ mình cũng bụng được không? Nhưng mà đủ ngày tháng không được. Nè hả? Nhưng mới già nghệ. Tiết Cương thử món mớp nấu với rau mồng tơi. Ngon quá. Cá này phải hâm lại lần nữa ăn nó ngon, tại nó chưa có thấm. Mới kho con nước thịt nó chưa chắc lắm không? Dạ. Cá phải kho nhiều lửa. Nói chung hương vị một bữa cơm chiều dân dã bình dân vậy thôi thấy không? Canh với kho. Ăn giá sống không ạ? Giá sống là giá sống chấm cá kho á. Được hả? Ăn giá tốt lắm á, mà giá này giá không có bông thuốc nào. Không có tăng trưởng gì hết trơn á. Ăn chống lão hóa, ngừa vitamin A. Nó thưởng làm bạ chứ. Cá kho xả. Không để giá sống chấm ăn. Không có sống như leo gì hết trơn. Cũng ngon mà. Má ngon không? Một bữa cơm chiều vậy anh thấy vậy là ngon rồi. Dạ. Cơm cá dễ ăn chứ ăn thịt hoài biết ngán. Thì bà mình chỉ có mấy món thôi hả? Kho, canh. Ngon quá. Tề kiêu, canh, rau đay. Ủa là canh cua, mồng tơi, rau dền, mướp. Về quê mình mới ăn ngon này thôi chứ Sài Gòn làm nhà được. Tiết Cương sẽ thử một miếng nước canh này. Tô canh này chỉ có hai vợ chồng ăn quý vị, thành cái muỗng ăn luôn quý vị, bởi vì đó sao Tiết Cương mất vệ sinh. Tại này không phải là đi ăn tiệc hay nguyên gia đình ăn, thì kỳ này có hai vợ chồng thôi mình làm luôn cho rồi. Ngọt quá, nước ngọt cực kỳ luôn. Anh biết sao nó hơi đen không? Sao vậy? Tại nãy em nấu cua nó em không khuấy lên, nó thịt nhiều quá nó bị khét một chút đó, nó hơi nâu nâu. Nhưng mà cái tô canh này rất là ngon. Ngon à? Cua tươi á. Nhưng mà tô canh này nha, nãy giờ em nấu là có vô một tô hay còn trong nồi nữa? Dạ một tô một. Vậy là phải tiêu diệt hết luôn? Dạ hết luôn. Phải ăn hết cái gì không? Để tới mai hết ngon rồi. Cua mà để qua đêm bỏ tủ lạnh không ngon nữa đâu. Cua này là em mua em lựa từng con rồi xong người ta rửa đó, người ta xay tại chỗ luôn á, mình đem về tươi không? Dạ mình rây ra thôi. Quý vị nhìn tướng Thưởng nó mớm lầm nha, ăn hơn Tiết Cương luôn á. Ăn bằng à. Cái tô canh này là Thưởng mình Thưởng ăn hết luôn á, nếu mà Tiết Cương không ăn cũng hết. Thôi đi. Ăn canh với rau mạnh lắm. Em thích ăn rau quá. Chưa kể vậy đây còn có đu đủ này cũng vậy, đu đủ nhà chồng, nhà chồng thu hoạch luôn á, hái vô ăn luôn á. Mà đặc biệt ba cây Tiết Cương thì mới hai cây có trái, một cây chưa có trái, một cây nhỏ còn lại có trái không hột thôi quý vị. Cây này là trái không hột, độc đáo. Không có một cây có trái mà nó ba lớn mà thấy nó không lớn. Rồi cây nó không có trái nó ba lớn hoài à, chắc ăn không được đâu. Từ từ biết đâu mốt nó có, nó còn bé. Anh biết tại sao cây đó đáng lý là nó có trái, các bạn biết tại sao không? Sao vậy? Ốc sên ăn hết bông rồi. Ốc sên chèo lên ăn bông hết gì rồi. Chèo lên ăn bông hết trơn rồi. Mà nó đi ăn ban đêm không à. Ban đêm mà ẩm ướt mình mới thấy nó. Trời mưa. Trời mưa mới ra. Thật là tuyệt vời. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi clip Tiết Cương và Ngọc Thưởng ở nhà nấu cơm ăn một bữa rất là đạm bạc với canh cua đồng, mướp, mồng tơi, nhà vườn và một con cá lóc đồng, một con sả cũng ở vườn luôn, là xét đu đủ vườn luôn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại những clip sau. Xin chào.